Về rồi. Ngồi đần. Mẹ này, mang quần băng dính nhá. Hôm nào đi bay cũng phải đi vệ sinh, hôm nay cũng buồn. Đi vệ sinh nó thoải mái. Ôi, pin này. Hết pin. Nhanh, sắp hết pin rồi này. Máy tính, ở quên máy ảnh cơ mà. Nấu tê kiếp. Nhanh rồi ơi. Tại để phi không? Anh chị có ai bừa tự lên à? Thử đuổi nhau mà sao nào nhanh. Ui. Ui. Sợ gì tao nó bay liều thế. Mày đâu bay liều thật đấy. Quen quá gì đấy. Thế thôi à? Thế thôi. Dừng hả? Ok.